Khoảng 4 giờ ngày 10 tháng 8, xe tải biển kiểm soát tỉnh Hòa Bình chạy trên đường dẫn hầm Hải Vân, địa phận Đà Nẵng, theo hướng Bắc Nam, do tài xế Nguyễn Văn Lâm, 32 tuổi, quê Gia Lai điều khiển. Khi đến cầu số 6, xe tải tông vào đuôi xe khác đi cùng chiều phía trước, và chạm mạnh khiến phần đầu xe tải biến dạng, tài xế Lâm bị thương và mắc kẹt trong cabin. Tiếp nhận thông tin, Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114 huy động Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ cùng Công an quận Liên Chiểu đến hiện trường cứu hộ. Các đơn vị đã nhanh chóng triển khai đội hình cứu nạn, đưa người bị nạn ra ngoài. Sau khoảng 10 phút, tài xế xe tải được đưa ra ngoài an toàn và được chăm sóc y tế.